quay đấy. Hả? Vẫn được rồi. Không đau lắm đúng không? Và người bác gõ lên mạng Facebook bác thấy ngay hoặc là YouTube bác nhiều thật. Đây là bệnh án đặc biệt, đó là kỷ niệm. Hết rồi. Chưa để châm đây. Đây, những cái kia của đốt sống. Chăm trực tiếp vào khi nó sống. Bệnh nhân rất đau ở đây. Khi nắn cho bệnh nhân này thì chúng ta cho bệnh nhân xuôi hai tay nhé. Xong lấy tay bấm dọc giáp tích bật nhẹ nhàng cho hai bên. Thì cứ làm đúng như vậy nhất định thắng lợi. Xa thì chúng ta châm hai cái huyền chung cho châm rồi là châm côn lôn di năng tuyền cũng được và sơn cũng được. Thì thuốc thì như vậy là chúng ta nó lạ và đặc biệt rất là ham. Để nhanh thích lắm. Được rồi nhé. Mang máy cho bác đi.